Vâng, xin chào tất cả các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023. Em là chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Và trước khi đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay thì em giới thiệu tới tất cả các bác cô chú anh chị một dòng phân hữu cơ. Phân hữu cơ này được sản xuất từ phân trâu, phân bò, phân chuồn quế, bã cao ủ vi sinh và các dưỡng chất organic. Cái phân hữu cơ này thì các bác có thể dùng để bón cho lan, cho cây cảnh, cây trồng, cây bonsai, rau củ quả. Đối với hoa lan thì các bác có thể rắc lên trên bề mặt này ạ, như những cái chậu này để em rắc các bác nhé. Cái phân hữu cơ này thì nó có tác dụng đó là thúc đẩy sự phát triển của mầm gốc. Đây ạ, các bác nhìn đây. Đấy, em bón này. Mầm gốc này, mầm gốc rất là đẹp luôn các bác nhé. Và phân này của nhà em là phân hữu cơ thì nó không tan bở vỡ trong nước các bác nhé, mà nó sẽ tan chậm, tan từ từ, thẩm thấu dần dần. Đấy, các bác cứ rắc ở trên bề mặt như thế này. Đấy, trong quá trình tưới nước thì cái dưỡng chất nó sẽ ngấm vào rễ cây đây. Nó không làm sót rễ, không gây hỏng rễ các bác nhé. Đây, rễ phát triển rất là tốt đây. Mầm gốc lên rất là đẹp. Đối với lại cây cảnh, cây trồng, cây bonsai thì các bác có thể là sới quanh gốc. Sau đó là các bác bón phân xung quanh, các bác lấp đất lại. Trong quá trình tưới nước thì cái dưỡng chất trong phân nó sẽ thẩm thấu dần. Và đối với rau củ quả, với lại các bác mà ở thành phố mà các bác không có diện tích nhiều để trồng rau, các bác trồng vào những cái thùng xốp thì các bác có thể là bón trên bề mặt hoặc là các bác có thể trộn cùng với đất. Và phân này là phân hữu cơ nên là nó không có mùi các bác nhé, rất thân thiện với môi trường. Và bên em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị một bao phân như thế này là 5 cân các bác nhé, 5 cân. Em đóng ở trong cái túi zip như thế này. Đấy, khi nào các bác lấy thì các bác mở ra. Và khi mà các bác không dùng nữa các bác có thể zip lại như thế này. Đấy, để không ảnh hưởng tới chất lượng của phân. Một bao 5 cân như thế này thì em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị với giá là 130.000 đồng miễn phí ship toàn quốc các bác nhé. 130.000 miễn phí ship toàn quốc. Và ngoài ra thì bên em có cả đúc sẵn túi lưới như thế này để về các bác sẵn đặt lên mặt chậu. Về là các bác có thể đặt lên mặt chậu như thế này. Đấy, hoặc là các bác có thể là có những cái gỗ lũa các bác có thể là ghép luôn vào gỗ lũa hoặc là những cái cây to. Đấy. Những cái túi như thế này thì em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị với giá là 150.000 đồng, 15 túi và miễn phí ship các bác nhé. Đấy, 15 túi như thế này về các bác chỉ việc sẵn treo thôi là 150.000 miễn phí ship. Và các bác có nhu cầu lấy sỉ thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888 hoặc là các bác có thể inbox qua Zalo cho em. Em nhận sỉ từ 50 cân các bác nhé, từ 50 cân. Cái phân này thì là bên nhà em tự sản xuất từ khâu ủ, ép, sấy rồi là ra thành phẩm, bên em tự làm nên các bác yên tâm về chất lượng. Cái này thì nó sẽ không có những cái con bọ, những con sên các bác nhé. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là hai chậu 5 cánh trắng HO. Hai chậu này các bác lấy ra là em sẽ nhấc ra và về các bác trồng lại. Lên mầm gốc rất là đẹp rồi các bác nhé. Đây ạ. Đấy, mầm gốc nhú lên xanh rất là đẹp rồi. Mầm nào cũng thế các bác nhé. Hai cái chậu này em chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị mình với giá là 100.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. 5 cánh trắng HO. Rất là béo mập và rất là xinh luôn các bác nhé. 100.000 hai chậu. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay cũng là hai chậu 5 cánh trắng HO. Đấy, mầm gốc đang nhú xanh rồi. Đấy, hai cái này mầm gốc lên rồi các bác nhé. Và các bác lấy là em cũng sẽ nhấc ra. Đấy, nhấc ra và về các bác trồng lại. Đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này ba mầm gốc các bác nhá. Ba mầm gốc siêu đẹp luôn. Và hai thân tơ. Đấy, hai thân tơ rất là mập và nó đang xuống lá rồi. Mùa này thì đang là mùa xuống lá của phi điệp các bác nhé. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 3. Và hết đơn hàng số 3 này là hết 5 cánh trắng HO. Em chuyển qua đơn hàng số 4. À em xin lỗi, em đánh hai đơn hàng số 3 nhá. Cái này là 3A, này là 3B các bác nhé. 3B. 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì có một mầm gốc và một thân hoa. Đấy, các bác sưu tầm những cái chậu này là về tháng 5, tháng 6 này là các bác ngắm hoa luôn. Đấy ạ. Rất là mập luôn các bác nhá, cực kỳ là mập và cực kỳ là đẹp. Đây mầm gốc của nó đây. Mầm gốc nó như cái măng luôn các bác nhá, như cái măng, cực kỳ là to đẹp. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng
cho đơn hàng số 3. Rất là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Cực kỳ là mập luôn các bác nhá. Siêu to mập luôn. Chậu này phải gọi là quá to mập, quá đẹp luôn này. Đấy. Một mầm gốc các bác nhá, một mầm gốc. Đơn hàng số 4 em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 4. Siêu béo mập này các bác này. Quá là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì hai thân hoa, thân đang xuống lá rồi các bác nhá, đang xuống lá rồi. Như chậu này là về tháng 5 tháng 6 này các bác ngắm hoa luôn. Đấy, hai mầm gốc. Đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay cũng là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì một mầm gốc các bác nhá, một mầm gốc này. Kỳ đang ra phía dưới gốc rồi. Và trên này xuống lá, trên này thì khả năng là sẽ ra hoa. Đấy, trên này khả năng là sẽ ra hoa các bác nhá. Dưới này thì ra kỳ này, mầm gốc, đủ 3 yếu tố luôn. Các bác về vừa ngắm hoa, vừa làm giống, vừa lấy mầm gốc. Đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 6. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Đó. Chậu này thì hai mầm gốc các bác nhá. Chậu này hai mầm gốc rất là đẹp. Và thân mẹ thì cũng đang xuống lá rồi, xuống lá để ra hoa. Đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng cho đơn hàng số 7, 5 cánh trắng Phú Thọ. Và các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một, gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Đấy, chậu này thì mẹ cũng đang xuống lá các bác nhé. Hai mầm gốc, đấy, hai mầm gốc to như hai cái măng luôn. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng cho đơn hàng số 8. Đấy, dưới này ra kỳ các bác nhé, ta được hai mắt kỳ rồi. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai thân tơ và một mầm gốc các bác nhé. Thân tơ thì siêu to luôn, cực kỳ là to các bác nhé, cực kỳ là to khỏe luôn. Một mầm gốc như cái măng. Đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 170.000 đồng cho đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai mầm gốc và hai thân tơ các bác nhé. Đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 10. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì hai mầm gốc các bác nhé, hai mầm gốc. Một mầm lên rất là tốt và một mầm đang nhú đây ạ. Thân mẹ đây, thân mẹ đang xuống lá, thân mẹ rất là mập và rất là đẹp. Đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là hai chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Hai chậu này về các bác có thể ghép chậu hoặc là các bác có thể để như thế này. Đấy, một chậu thì đã lên một cái mầm gốc rồi, rất là to đẹp luôn. Đấy, thân mẹ đây, thân mẹ đây, thân mẹ rất là béo và rất là xinh luôn con nhá. Đấy, thân mẹ thì cực kỳ là to luôn này. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 140.000 đồng cho đơn hàng số 12. Siêu mập luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là hai chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Hai chậu này tổng là 6 đầu. Đấy, kỳ nào kỳ đấy rất là béo luôn các bác nhá. Cực kỳ béo và cực kỳ xinh luôn. Đấy, có những kỳ lên hai mầm gốc luôn này rồi. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay đó là hai chậu hồng mỹ nhân. Cái mỹ nhân này thì nó hỏng mầm gốc thôi nhá, nhưng mà nó đang ra kỳ rồi. Đấy, các bác có thể sưu tầm về hai ba thân như này, về các bác ghép chậu gỗ, các bác ghép ngang như thế này, đặt nằm ngang như này. Đấy, khi mà kỳ nó lên rồi thì nó sẽ bám vào chậu luôn, các bác được một chậu nái luôn. Và các bác ghép thì các bác có thể bón phân luôn, cái phân này thì nó không gây xót rễ các bác nhá, nên là các bác bón thoải mái. Đơn hàng số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 140.000 đồng. 140.000 đồng cũng là đơn hàng số 15, hồng mỹ nhân, hai chậu các bác nhá. Đang ra kỳ rồi. Đấy, chậu này đấy, chậu này kỳ rất là dài rồi. Sắp muốn ra rễ rồi. Đấy, đơn hàng số 15.
Và đơn hàng số 15 này cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Hoặc là các bác có thể kết bạn với em qua Zalo hoặc Facebook là Lan Rừng Cường Hiền. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.